Chỉ trong khoảng 30 phút làm nhiệm vụ tại đoạn lối lên tầng 2 cầu Thăng Long dành cho các phương tiện ô tô, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã phát hiện hàng loạt trường hợp xe máy đi lên đường cấm. Nhiều người thậm chí thấy lực lượng cảnh sát giao thông đang làm việc vẫn tiếp tục di chuyển lên. Trong đó có cả xe ba bánh chở hàng cầu kênh. Làm việc với lực lượng chức năng, hầu hết các trường hợp vi phạm đều đưa ra lý do không nhìn thấy biển cấm hoặc nhìn nhưng không biết ý nghĩa của biển. Lần trước em nhớ em đi thì em cũng nhớ đi đoạn này ra, tự nhiên đi đoạn này mình nhớ ra ôi thế đi nhầm đường rồi. Sau này rút kinh nghiệm để ý đường hơn, để ý biển báo. Cháu là không biết đây là đường cấm nên cháu đã đi lên đây. Cháu mới đi chạy Grab. Khi mà không có lực lượng chức năng thì xe ôm thì cũng hay đi lên trên này để bắt khách và chở khách đi lên để bắt xe khách, thì rất là nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Và hiện nay thì đơn vị cũng đã bố trí lực lượng tuần tra liên tục để đẩy đuổi và xử lý những cái hành vi vi phạm trên. Cầu Thăng Long được chia thành hai tầng, tầng trên dành riêng cho ô tô và tầng dưới dành cho xe máy và các phương tiện thô sơ. Quy định này được áp dụng từ năm 2009. Mức phạt đối với hành vi đi vào đường cấm đối với xe máy là từ 4 đến 600 nghìn đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra do người điều khiển xe máy đi lên tầng 2 của cầu Thăng Long. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ biển báo để đảm bảo an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 sẽ tiếp tục tuần tra, bí mật ghi hình, xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm.